về già có nên quan hệ, nghe để hiểu đúng. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chuyện tình dục đóng vai trò quan trọng như một sợi dây gắn kết và giữ lửa cho gia đình. Đặc biệt, chuyện tình dục ở tuổi xế chiều mang đến cho chúng ta một góc nhìn đặc biệt về cảm xúc, sự khao khát và mong muốn khi ở độ tuổi này. Nó đã khẳng định rằng tình yêu và khao khát tình dục không bị tuổi tác hạn chế, mà chúng ta là những trạng thái tình cảm tự nhiên mà con người mang đến trong suốt cuộc đời. Như câu tục ngữ quen thuộc đã nói, già thì già tóc, già râu, còn riêng chuyện ấy, lão đâu có già. Tuy nhiên, chuyện tình dục tuổi xế chiều có thể đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và hạn chế về thể chất. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu khi đã bước vào tuổi xế chiều có nên duy trì quan hệ vợ chồng không? Đồng thời, cần tìm hiểu cách đảm bảo sức khỏe và giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân. Qua video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những câu chuyện, trải nghiệm của những người ở tuổi xế chiều và cách họ tìm ra sự cân bằng giữa sức khỏe và tình dục. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ khám phá được những lời khuyên và phương pháp để tạo nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và thỏa mãn, không chỉ trong khía cạnh tình dục mà còn cả trong tình yêu và sự gắn kết gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để khám phá những điều thú vị và ý nghĩa xoay quanh chuyện tình dục tuổi xế chiều. 1. Đã lên chức, bà nội vẫn khát khao chuyện ấy có đáng xấu hổ. Lý do nhiều người phụ nữ tuổi hồi xuân phải nhịn yêu rất nhiều, chị em khi mãn kinh ngại việc quan hệ và cho rằng khi đã lên chức ông bà thì chuyện ấy sẽ xấu hổ với con cháu và bị nhận xét là mất nết. Thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chuyên gia tư vấn tình dục nữ cho biết, ngày nay xã hội phát triển, đời sống tốt hơn trước, nên nhiều chị em tuổi hơn 50 nhưng còn rất trẻ và vẫn còn ham muốn. Tuy nhiên do rào cản tâm lý và sợ sự phán xét của mọi người xung quanh, nên nhiều người phải kìm nén lòng mình. Chị Hoa 56 tuổi ở Hà Nội đã lên chức bà nội 5 năm nay, nhưng sức khỏe và ngoại hình còn rất trẻ. Là chủ một chuỗi siêu thị, nên chị Hoa thường xuyên trang điểm, ăn mặc bắt mắt và ăn nói rất có duyên. Nhiều người nhận xét, nếu nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ người phụ nữ này mới chỉ hơn 40 tuổi. Dù đã mãn kinh 6 năm nay, nhưng chị Hoa vẫn còn ham muốn. Chồng chị hơn vợ 2 tuổi, khá khỏe mạnh. Thế nhưng mỗi khi vợ nhắc đến chuyện ấy, thì anh lại gạt đi và nói, lên ông lên bà rồi, ngủ cùng nhau con cháu cười cho. Từ khi có cháu nội, hai vợ chồng chị Hoa bắt đầu ngủ riêng phòng. Mỗi khi muốn gần gũi vợ chồng, tôi phải tranh thủ lúc con cháu không có nhà. Nhiều đêm mình rạo rực lắm, nhưng ngại cháu ngủ cùng, nên chồng cũng chẳng dám sang. Thực sự mình cũng phải kiềm chế nhiều vì sợ các con đánh giá, chị Hoa tâm sự. Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, hiện rất nhiều người nghĩ rằng mãn kinh có nghĩa là đã lên lão và không còn chuyện ấy. Phần vì xấu hổ với con cháu, phần vì sợ đau rát hoặc cũng có thể sợ bị phán xét của người khác. Đối với việc chị em tuổi trung niên, thậm chí mãn kinh, vẫn có ham muốn, bác sĩ Thành cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là khi đến tuổi 50, nhiều chị em mới tới ngưỡng đỉnh cao sự nghiệp, ổn định về kinh tế và con cái trưởng thành. Do vậy, khoảng tuổi này, đa số phụ nữ biết sống hưởng thụ hơn, quan tâm đến nhu cầu của bản thân, trong đó có nhu cầu tình dục, nên nhiều người gọi là thời điểm hồi xuân. Thứ hai, độ tuổi này, chị em đã qua giai đoạn tiền mãn kinh, thời kỳ thay đổi nội tiết nhiều, dẫn tới chu kỳ kinh nguyệt cũng không đều và vấn đề tình dục có thể thất thường. Khi đã bước qua giai đoạn tiền mãn kinh như vậy, nội tiết ổn định hơn và không lo mang thai do đã mãn kinh, nhiều chị em tự tin thoải mái hơn với chuyện ấy. Bác sĩ Thành chia sẻ, ở độ tuổi trên 50, phụ nữ bớt lo toan nhiều chuyện nên có thể biết sống cho bản thân hơn. Trên thực tế, ham muốn tình dục ở tuổi trung niên là bình thường. Khi mãn kinh, phụ nữ không thể mang thai được nữa. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để họ ngừng quan hệ. Nhiều phụ nữ thích và thỏa mãn trong việc quan hệ đến cả khi tuổi già, bác sĩ Thành chia sẻ. Theo bác sĩ Thành, ở độ tuổi trung niên, họ vẫn có quyền được hưởng thụ đời sống tình dục thăng hoa. Điều này không có gì là đổ đốn như nhiều người vẫn nghĩ. Quan niệm rằng không nên quan hệ khi trên 50 tuổi là sai lầm. Có một sự thật là những người thậm chí đã lên chức ông, bà có thể đã hoặc đang có đời sống gối chăn, bác sĩ Thành nói. Chuyên gia này dẫn chứng một nghiên cứu gần đây
với hơn 2.000 phụ nữ để chứng minh cho vấn đề này. Theo đó, gần 60% những người từ 60 tuổi trở lên đã kết hôn hoặc sống chung với bạn tình thừa nhận có hoạt động tình dục. Hơn nữa, 37% phụ nữ từ 80 tuổi trở lên thừa nhận có bạn tình và đang hoạt động tình dục. Theo bác sĩ, những người lớn tuổi khi yêu cũng cần lưu ý một số điều để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Giai đoạn này, sự bôi trơn không được như thời trẻ. Vì thế, phụ nữ dễ bị đau rát, từ đó có cảm giác sợ quan hệ những lần sau. Ngoài ra, các cặp lớn tuổi cũng nên quan hệ nhẹ nhàng. Chú ý bệnh nền đang có để tránh gặp nạn khi yêu. 2. Bi hài chuyện bị vợ cấm vận khi vẫn còn sung sức. Ở các nước như Việt Nam, tình dục vẫn được coi là vấn đề tế nhị, khó nói, nhất là đối với người cao tuổi. Và từ đây, thực tế đã ghi nhận biết bao câu chuyện dở khóc dở cười. Ân ái là phương thuốc quý với con người ở bất cứ lứa tuổi nào. Trong tâm lý và quan niệm của khá nhiều bậc phụ lão, thì chuyện phòng the là không nên nói đến. Bất chấp thực tế, nhiều người tới tuổi xưa nay hiếm vẫn có nhu cầu tình dục đang phải tự xoay sở. Và từ đây, thực tế đã ghi nhận biết bao câu chuyện dở khóc dở cười. Ra ngoài ăn chả. Rất nhiều phụ nữ trên 60 tuổi, phụ nữ đã mãn kinh cho rằng thời gian này cần nói không với chuyện ân ái vợ chồng. Bởi vậy, nhiều cặp đôi đã giảm dần tần suất chăn gối rồi ngừng hẳn. Việc quý ông bị vợ cấm vận hoàn toàn khi mới bước sang tuổi 60 cũng là điều thường thấy. Nhưng thực tế, nhu cầu chăn gối của con người là không có tuổi. Và chính sự cấm vận này đã đẩy các ông vào tình trạng khó chịu, bức bí, không được đáp ứng thì dẫn đến làm liều. Xung quanh ngõ phố, ai cũng thầm ao ước có một gia đình mẫu mực, con cháu thành đạt như nhà ông Hoàng Văn Tê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhưng thực tế bên trong lại chẳng được yên bình như nhiều người vẫn nghĩ. Ông Tê năm nay 71 tuổi, còn vợ 68 tuổi. Hơn một năm nay, vợ ông Tê đã hoàn toàn cắt đứt chuyện ân ái vợ chồng. Tuy nhiên, ông lão vẫn còn khát khao chuyện ấy lắm. Vài tháng gần đây, thấy cụ ông ít ăn tối ở nhà. Có hôm lại đi đến nửa đêm mới về, khiến cụ bà nảy sinh nghi ngờ. Bà quyết định thuê người điều tra thì phát hiện, những tối vắng nhà, ông lại vào khách sạn vui vẻ với cô bồ tươi trẻ. Một lần bà cố tình bám theo ông và đích thân lên tầng phòng khách sạn kiểm chứng, thì thấy ông đang trần như nhộng với cô bồ trẻ ăn mặc thiếu vải. Ông Tê chỉ là một trong số nhiều trường hợp vì bị vợ cấm cửa mà phải tự xoay sở để giải quyết nhu cầu. Thực tế, đa số người già đều vẫn còn nhu cầu, nhưng họ hay ngại khi công khai bởi tâm lý sợ con cháu chê cười. Đáng nói hơn là chính vì ham muốn, không ít ông lão đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà hành động phạm pháp khi lừa ép quan hệ với những bé gái nhỏ tuổi hay thiểu năng trí tuệ. 3. Già cũng vẫn cần yêu. Người già cũng có nhu cầu làm chuyện ấy, mà người vợ, chồng, con cháu cho rằng già rồi thì ấy cái nỗi gì. Nhưng họ không biết đằng sau sự cấm đoán và khuyên ngăn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Ông Hùng 65 tuổi Hà Nội, nhưng vợ ông đã nguội lạnh gần chục năm nay. Hồi bà xã ở giai đoạn tiền mãn kinh, ông còn cố gắng vừa ép vừa nài, hờn dỗi, nên cũng cố đắm ăn xôi được một chút. Thế nhưng đã 10 năm, ông phải bấm bụng nén nhu cầu lại vì bà nhất quyết từ chối, rất khó khăn khi quan hệ. Nhiều đêm ông mất ngủ, phải đi vòng quanh nhà, thậm chí tìm cách tự thỏa mãn vì nhu cầu tăng cao. Thực tế, nhiều trường hợp cụ ông U70, thậm chí là U90, tìm đến bác sĩ để hỏi có nên tiếp tục chuyện chăn gối khi tuổi đã cao hay kìm nén lại. Theo các chuyên gia, các cụ nên tiếp tục chứ không nên dừng lại. Ở độ tuổi nào thì vẫn có nhu cầu yêu, chỉ khác là tần suất và làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho cả hai bên mới là điều đáng phải suy nghĩ. Tuy nhiên, một nghịch lý là thay vì hướng dẫn các cụ ông nên làm chuyện ấy như thế nào ở độ tuổi của mình, thì phần lớn các bà vợ lại cấm đoán. Con cháu các cụ thì lại trách sao bác sĩ lại vẽ đường cho hưu chạy. Tuy nhiên, bản thân vợ và các con các cụ ông trong nhà không biết rằng không ít người già vẫn có nhu cầu tình dục cao nên đã phải lén lút giải quyết với gái mại dâm hoặc những đối tượng phụ nữ khác và trở thành món mồi béo bở cho nhiều kẻ lừa đảo. Đơn cử là ông C, sinh năm 1945, Hải Phòng. Dù đã sắp bước sang tuổi thất thập nhưng vẫn bứt rứt vì thèm muốn chuyện trai gái, trong khi vợ của ông lại không đáp ứng nhu cầu của ông. Kìm nén mãi, rồi một ngày ông gặp H, sinh năm 1982, Hải Phòng.
Sau vài lời tán tỉnh, ông được Hắc bật đèn xanh và hai người rủ nhau vào nhà nghỉ. Những tưởng được giải tỏa nỗi niềm, nhưng không ngờ sau khi quan hệ, Hắc lộ rõ bản chất của một gái bán dâm cao tay, đòi ông 1 triệu đồng. Vét hết túi, ông cũng chỉ được 200.000 đồng đưa cho ả. Hậm hực, Hắc đòi giữ chìa khóa xe máy để ông đi xoay sở. Cứ thế hết lần này đến lần khác, Hắc gặp và vòi tiền ông. Lúc thì đòi tiền chữa bệnh xã hội do ông lây sang. Lúc thì dọa nạt sẽ đem chuyện mây mưa của ông kể với gia đình, nơi ông làm việc biết. Hoặc nhiều trường hợp đàn ông có tuổi đã ma đưa lối quỷ dẫn đường mà hành động phạm pháp khi lừa ép để quan hệ với những bé gái hay người thiểu năng trí tuệ. Chẳng hạn ở Yên Bái, người dân vô cùng bàng hoàng khi công an điều tra vụ hai người đàn ông xâm hại một bé gái 11 tuổi. Trong hai người, một người đã 70 tuổi là chi hội trưởng một chi hội cựu chiến binh phường, được gia đình hàng xóm yêu mến kính nể. Người còn lại là một nông dân hiền lành chăm chỉ. Đó là những vụ việc được đưa ra ánh sáng. Thực tế trên các diễn đàn mạng, không ít người đã chia sẻ câu chuyện ám ảnh của mình khi bị những người già đáng kính nể ràm sở khi còn nhỏ. Nguyên nhân do đâu? Từng thực hiện điều tra nhỏ về nhu cầu tình dục của phụ nữ tuổi mãn kinh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, trường Đại học Y Hà Nội nhận thấy một kịch lý. Phần lớn phụ nữ ngoài tuổi 50 đều chia sẻ là đã hết ham muốn, nên nhu cầu cũng giảm nhiều. Nhưng không vì thế mà họ tránh làm chuyện ấy với chồng hoặc bạn tình. Phụ nữ đến tuổi mãn kinh thường giảm estrogen mạnh, gây khô rác khi quan hệ nên ngại gần chồng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chị em không muốn được chồng yêu thương, vuốt ve chăm sóc. Ở thời kỳ này, chị em cần thời gian khởi động lâu để gợi cảm hứng. Nhiều ông chồng không hiểu điều đó, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu chính mình, khiến cho các bà vợ càng đau đớn khổ sở, đến mức sợ chồng và tìm cách trốn chồng, khiến các ông không có chỗ để giải tỏa sinh lý, dẫn đến nhiều hệ lụy như trên. Ngoài ra, một thực tế của rất nhiều gia đình có người cao tuổi trong nhà, con cháu lo lắng cho các cụ làm chuyện ấy, dễ tổn hại đến sức khỏe, dễ thăng thiên, nên thường khuyên nên dừng chuyện ấy lại, mà không biết rằng làm chuyện đó rất cần thiết để hâm nóng lại tình yêu, giúp các cặp đôi cao tuổi không còn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Giải pháp nào cho chuyện ấy của tuổi già? Người vợ không nên cấm đoán hai người nên nói chuyện với nhau về nhu cầu sinh lý. Ác hẳn không dễ dàng gì để nói về chủ đề chuyện ấy ở độ tuổi này. Tuy nhiên, nói chuyện công khai với đối phương về nhu cầu, mong muốn và mối quan tâm có thể giúp hai bên hiểu hơn, gỡ bỏ những khúc mắc trong chuyện ấy mà hai người mắc phải. Mặc dù không còn như hồi trai trẻ, nhưng các cụ cũng nên tìm hiểu cách để hâm nóng tình yêu. Chuyện ấy không đơn thuần chỉ là giao hợp giữa nam và nữ. Nhu cầu tình dục có thể thay đổi theo độ tuổi, nhưng hứng thú thì không. Do đó hãy tìm kiếm những cách thức thân mật mới để tạo nên những giây phút thú vị. Độ tuổi nào thì cũng cần yêu, do đó con cháu thay vì khuyên ngăn thì nên tìm hiểu và hướng dẫn các cụ yêu như thế nào để không gây hại đến sức khỏe, chăm sóc tốt sức khỏe bản thân, ăn uống lành mạnh, không uống quá nhiều rượu, không hút thuốc lá, sử dụng ma túy bất hợp pháp, tập thể dục thường xuyên và phải đi khám bệnh theo định kỳ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu sức khỏe nào cần thiết, phải chia sẻ với bác sĩ. Thưa quý vị, hiện nay tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều không bình thường, theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với người khác, đều nhận được sự phản ứng cản trở của con cháu vì cho rằng nó là việc làm đáng xấu hổ. Nhiều người cho rằng người bước vào độ tuổi 50-60 sẽ tắt ham muốn. Chuyện yêu là chuyện của người trẻ, già rồi thì còn ham hố gì nữa. Đúng là trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng, đến độ tuổi 50-60 thì ngừng sinh hoạt tình dục và ngủ riêng, vì họ quan niệm rằng chuyện tình dục không thích hợp đối với người có tuổi. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, bước vào tuổi xế chiều có nhiều thay đổi về thể chất, sức khỏe, tính dục, tâm sinh lý. Sự hấp dẫn về ngoại hình đã giảm đi, xuất hiện những bệnh lý liên quan đến tuổi tác như bệnh tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp, loãng xương, u tiền liệt tuyến ở nam, những khó chịu tuổi mãn kinh ở phụ nữ. Những thay đổi này làm giảm bớt hoạt động tình dục. Bên cạnh đó, nhiều nước Á Đông và những nước theo đạo Hồi chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng Nho và tôn giáo.
Tình dục ở người có tuổi bị đánh giá là dung tục, đáng xấu hổ. Những ham muốn tình dục nếu có ở người trên 60 tuổi bị xem là dâm đảng. Còn theo tiến sĩ Lê Văn Vương Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội, nhiều người khi đến tuổi 50 thường nghĩ khả năng tình dục ham muốn của mình suy giảm và tìm đến một số loại thuốc, những mong nhanh cương dương kéo dài thời gian giao hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng xong lại gặp những tác dụng phụ như lao động quá sức, lần sau lại không ham muốn. Ở người có tuổi, lượng nội tiết tố nam testosterone tiết ra ít hơn. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ham muốn của nam giới giảm. Còn đối với phụ nữ, thường bước sang tuổi 50 là độ tuổi mãn kinh. Hóc môn của buồng trứng suy giảm nên ham muốn cũng giảm theo. Chất nhờn âm đạo không còn. Khi giao hợp, người phụ nữ sẽ bị đau rát, dẫn đến sợ quan hệ tình dục và cho rằng mình đã hết ham muốn. Người già con cháu đề huề, nhưng không phải cụ nào khi bước vào tuổi ngũ tuần đều tắt lửa lòng. Thậm chí ở một số người, nhu cầu chuyện ấy chỉ giảm đi chút ít. Người xưa có câu, già thì già tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già. Nhất là ở nam giới, chuyện tắt lửa lòng khi về già chỉ là số ít. Ông Linh ở Đống Đa, Hà Nội than thở. Ở tuổi 65, nhu cầu chuyện ấy của tôi vẫn mạnh mẽ, nhưng bà lão cứ cằn nhằn rồi gạt ra, tần suất vợ chồng gần gũi cứ giảm đi rồi tắt hẳn. Lắm khi bức xúc, tôi muốn ra ngoài giải quyết, nhưng lại không dám làm điều có lỗi với bà ấy, dù sao cũng đầu ấp tay gối mấy chục năm trời. Còn ông Minh, Cầu Giấy, Hà Nội, thì lại tỏ ra băn khoăn về thời điểm và số lần quan hệ. Vợ chồng ông bà sống chung với con cháu trong căn nhà tập thể chưa đầy 50m², nên việc sinh hoạt vợ chồng khi về già có phần hạn chế, phải tìm thời điểm. Vì nhớ để con cháu vô tình biết được thì đúng là muối mặt. Mặt khác, còn do những định kiến xã hội khiến người già đang ngày càng cô đơn, phải kiềm chế tình cảm của mình. Xã hội thường cho rằng người già không còn nhu cầu về đời sống tình dục. Những người già mà còn ra ngoài tìm thú vui thể xác sẽ ngay lập tức bị gán cho mác yêu râu xanh và còn đòi chơi trống bỏi. Thế nhưng trong chuyện này cũng có nhiều sự khác nhau. Thực tế vẫn có những cặp vợ chồng tiếp tục sinh hoạt tình dục khi đã khá đứng tuổi. Họ cảm thấy không có lý do gì mà việc quan hệ tình dục đã được chấp nhận ở tuổi 30 phải ngừng lại khi đến tuổi 50-60. Không những thế, họ thấy chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn có thể hấp dẫn và hứng thú. Theo quan niệm y học cổ đại, tình dục là sự phối hợp âm dương. Âm dương điều hòa sẽ giúp cơ thể tráng kiện, dẻo dai, có thể trường sinh bất lão. Còn y học hiện đại thì khẳng định rằng, con người không có tuổi chấm dứt khả năng tình dục. Những thay đổi sinh lý của phụ nữ mãn kinh, tần số cương cứng giảm ở nam giới tuổi 50-70, chỉ đòi hỏi hai người điều chỉnh một chút cách sinh hoạt của mình. Khoa học cũng đã chứng minh rằng, sinh hoạt tình dục là một hình thức vận hành các bộ máy cơ thể có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, sự biểu hiện tình yêu qua hành động tình dục là liều thuốc bổ cho người có tuổi, tạo sức sống thể chất và tinh thần. Đối với phụ nữ, tình trạng khô teo vùng kín do thiếu hụt nội tiết tố estrogen gây khó khăn và đau khi giao hợp là nguyên nhân làm giảm khoái cảm và sợ chuyện ấy. Biện pháp khắc phục là dùng nội tiết estrogen bằng đường uống, qua da hoặc kem bôi trơn âm đạo có thể giúp ích cho các chị em. Việc dùng nội tiết nên theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh việc dùng nội tiết sinh dục, rèn luyện tinh thần, tập thể dục, thể thao, giải trí cũng rất quan trọng. Còn khi sinh hoạt, nên kéo dài thời gian yêu nhau với nhiều tình cảm, tạo cho khúc giao đầu thật lôi cuốn, biết cách thích nghi với những đặc điểm mới của mình. Vợ chồng sẽ có một cuộc sống tình dục mới, khác với lúc trẻ, nhưng có được sự thoải mái cả về thể xác, tinh thần và tình cảm. Một điều nữa mà người già cần biết, để máy móc vận hành được tốt, không nên ngừng quan hệ. Vì nếu không sinh hoạt tình dục trong một thời gian dài, khi đã ngoài 50-60 tuổi, người già sẽ gặp khó khăn khi muốn giao hợp trở lại. Về mặt tâm lý, người có tuổi nên tin tưởng là khả năng tình dục của mình vẫn còn, nên tập thể dục hàng ngày, chạy chậm, đi bộ, chú ý rèn luyện nửa dưới thân vì khả năng sinh dục có liên quan nhiều với đoạn từ thắt lưng trở xuống. Bởi thế, mới có nhiều câu chuyện khi chồng đòi hỏi mà vợ không đáp ứng, thì nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều người không hiểu còn cho rằng già rồi còn thích tòm tem cho con cháu chê cười. Ngăn cấm không phải là cách tốt, bởi kìm nén tiết dục không thỏa mãn tình dục
dễ dẫn đến rối loạn tinh thần, gia tăng bệnh tật, làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Ngược lại, hoạt động tình dục đều đặn, vừa sức, phù hợp với sức khỏe thể chất, còn có nhiều lợi ích với sức khỏe như giảm bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, tăng cường trí nhớ, lạc quan và hạnh phúc hơn. Tình dục tuổi già bao nhiêu là đủ? Có nhiều người tính tần suất quan hệ tình dục theo quy luật con số 9, tần suất quan hệ bằng số đầu của tuổi nhân 9. Số hàng chục của kết quả là số ngày cần duy trì chu kỳ quan hệ, số hàng đơn vị là số lần quan hệ. Nếu tính theo quy luật này, thì người 50 đến 59 tuổi, 4 tuần quan hệ 5 lần. Người 60 đến 69 tuổi, 5 tuần quan hệ 4 lần. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tính tượng trưng, không đúng cho tất cả mọi trường hợp. Hơn thế, nếu quá cứng nhắc áp dụng công thức này mà không dựa trên khả năng và ham muốn của bản thân sẽ chỉ càng khiến sức khỏe suy kiệt. Sự lãng mạn không phải là món quà dành riêng cho tuổi trẻ. Dù cao tuổi, các cặp đôi cũng cần có những cuộc đi dạo bên nhau, những món quà, những hành động bất ngờ dành cho nhau. Một bữa ăn ngon dưới ánh nến và âm nhạc, tất cả điều ấy tạo nên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp ở tuổi già. Điều này càng trở thành những liều thuốc quý cho trái tim hơn bao giờ hết. Nhiều ý kiến cho rằng tình dục ở người già thường mang tính thủ tục, nhưng thực ra đó là một quan niệm sai lầm. Như đã nói ở trên, tình dục người già nặng về yếu tố tinh thần nhiều hơn. Chính vì thế, để kích hoạt ngọn lửa yêu đương ở tuổi già cũng cần có sự chuẩn bị tinh thần tốt. Đó là sự thoải mái hoàn toàn về tâm lý, đón nhận hoạt động tình dục tự nguyện và đầy vui vẻ. Ở người già, không phải vì cả quãng đời đã trải qua nhiều điều, không phải vì tuổi tác mà mọi thứ đều có thể xuề xòa. Sự lãng mạn rất cần thiết đối với các cụ, dù là trong đời sống tình dục hay đời sống sinh hoạt hàng ngày. Luôn cần tạo sự kết nối với nhau thông qua các cuộc chuyện trò. Sự kết nối cũng nên đến từ những cử chỉ thân mật như một cái ôm, cái nắm tay. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Ô cửa sổ màu tím, truyện ngắn của Võ Thu Hương. Khi cánh cửa phòng phụ sản lạnh tê khép lại, tôi còn kịp nhìn thấy đôi mắt trĩu nặng của Giang nhìn theo mình. Nước mắt lã chả rơi, tôi nằm lên chiếc giường đơn trải ra trắng toát vì giặt tẩy nhiều lần. Bà bác sĩ già đẩy gọng kính lên, giọng ấm áp. Lần đầu hả? Dạ, thứ hai. Vậy có gì phải khóc? Giọng bà vẫn ấm nhưng không thể khiến tôi bớt đau hơn. Có gì phải khóc? Lần thứ nhất, khi cái thai sang tháng thứ năm, vợ chồng tôi bắt đầu nghĩ tới những cái tên để đặt cho con. Thai đôi, đứa trai đứa gái, tôi nghĩ tên cho con trai, còn anh đặt tên cho con gái. Anh đi đâu cũng khoe thành tích của vợ. Anh thường mua những bó hoa thạch thảo tôi thích về cắm trên bầu cửa sổ. Nhìn xa xa, ô cửa sổ màu trắng nổi bật những đóa thạch thảo tím biếc dịu dàng, khiến cảm giác bình yên tràn đầy khi về đến căn nhà. Nhưng cảm giác bình yên ấy chẳng còn khi hai đứa con lặng lẽ rủ nhau rời bỏ chúng tôi. Tôi đã ngất lịm đi khi bác sĩ dùng thủ thuật để lấy hai đứa con ra khỏi cơ thể. Khi hai đứa con bị lấy ra, thì sự sống của tôi dường như cũng bị lấy ra, chỉ chừa lại chút ít hơi thở tàn cho tôi còn thoi thóp như cá mắc cạn trên nền đất khô cằn bỏng nắng. Sự đau đớn không thể lấp nổi cảm giác trống rỗng. Sự trống rỗng càng khiến tôi sợ hãi khi cứ đến chiều là những cơn mưa đầu mùa ập tới, cái lạnh lẽo ùa tới, trống rỗng càng bủa vây. Hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Ngay sau khi trở về, Giang vội vã cất ngay bình thạch thảo tím biếc. Những đóa hoa lâu ngày đã tàn, héo rũ, bị quăng vào sọt rác. Ngay trong chiều ấy, anh mua một bó mới cắm vào. Tôi giật mình hình dung, mình cũng như những đóa hoa thạch thảo tàn phai. Cùng cơ quan tôi, có hai chị, một người bị chồng bỏ vì không sinh được con, một người bỏ chồng cũng vì chồng không sinh được con. Sự sinh đẻ bất trắc, vì thế càng khiến tôi trầm uất. Giang ôm tôi thật chặt trong lòng bảo, không sao đâu em, rồi mình sẽ có những đứa con khác. Anh không bỏ em chứ? Ngốc, sao anh bỏ em được? Anh thương em, yêu em hơn cả anh, thì sao mà bỏ được? Mắt anh không giấu được dòng nước chực trào ra, ẩn ẩn ướt. Tôi thiếp đi trong mỏi mệt, vẫn cảm giác vòng tay ấm của anh giúp mình bớt lạnh. Nửa đêm tỉnh dậy, chợt hốt hoảng không thấy anh bên cạnh. Anh không bật đèn, ngồi lặng im đốt thuốc bên ô cửa sổ.
ánh đèn đường đổ đầy trên mái tóc chấm có những sợi bạc. Thi thoảng, điếu thuốc đưa lên môi như để giữ hơi cho khỏi tàn. Anh không nhận ra sự có mặt của tôi. Sau một tuần im lặng, tôi lấp nỗi đau bằng sự cắn cạo, gắt gỏng. Chồng thì phải chịu, nhưng ô sinh thì không chịu. Con ô sinh vốn là cháu chắc xa xa, trước khi ôm đồ bước ra khỏi nhà, còn hất mặt thách thức. Cháu nói thật với cô, cháu không làm nơi này thì làm nơi khác. Còn cô mà không đổi tính đổi nết đi, thì chồng cô cũng đi mất, chứ đừng nói gì tới chuyện mất hai đứa con cùng một lúc. Câu nói của nó điểm trúng huyệt, khiến tôi bủng rủng chân tay vì giận. Tôi hết cắn cảo, gắt gỏng, trở lại những ngày thường thượt thở dài và thẫn thờ, lặng im như hến. Thời gian đúng là thuốc tiên để xóa những khổ đau mất mát. Gần 20 thang thuốc bắc, mẹ chồng tẩm bổ, giúp tôi lấy lại sức khỏe. Da không còn sần sùi, xanh rớt như lá, mà đã mịn hồng. Tôi nóng lòng có thai lại sau thời gian nghỉ dưỡng an toàn. Giang hỏi, em có chắc mình khỏe hẳn chưa? Và kết quả lần mang thai thứ hai này là sau 8 tuần. Chắc đứa con còn chưa kịp hình thành rõ rệt trong cơ thể, thì bác sĩ đã phải hút ra vì nó không thể tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ mẹ. Tôi dùng những viên thuốc ngủ thảo dược để ly bì chìm vào những cơn mê man, không phải nhớ tới chuyện đã qua. Cho đến khi mặt sưng phù lên vì ngủ nhiều, thì Giang cũng kịp phát hiện ra những viên thuốc giấu kỹ dưới lớp đệm. Anh lặng lẽ bỏ vào thùng rác, lặng lẽ ôm tôi và thở dài. Vòng tay ấm áp của anh lần này không lấp đầy được những trống rỗng. Vợ chồng lại rơi vào trạng thái ít trò chuyện, ít giao tiếp, vì sợ đôi khi vô tình chạm phải câu chuyện về những đứa con. Giang giữ ý kỹ đến mức không xem tivi, vì sợ lỡ bắt gặp hình ảnh đứa trẻ nào đó cũng có thể kéo tôi xuống vực trầm uất sâu hơn. Đi ra ngoài khác với ở nhà, không ai giữ im lặng. Ai gặp cũng nắm tay ôm vai hỏi, em ơi sao ra nông nổi thế? Sau vài lần im lặng, nước mắt vắng dài trào ra hoặc mắt ẩn ẩn nước, tôi bỗng trở nên chán chường đáp, tại phận em bạc. Từ đó, chẳng ai hỏi han mà chỉ lắc đầu thiểu não nhìn theo. Tôi cũng chẳng còn đau lòng khi nhìn những cái lắc đầu mà dần trở nên thờ ơ vô cảm. Những bữa cơm trong nhà vẫn cách nêm nếm cũ, nguyên liệu như cũ, nhưng chẳng thể ấm áp, luôn chìm trong im lặng. Có lúc Giang nói đùa, mình tôn trọng nguyên tắc vệ sinh 3 không khi ăn, không cười, không nói, không ho. Tôi không đáp lại, dục anh ăn mau vì đã mỏi lưng. Kể từ sau những lần sảy thai, sức khỏe xuống một cách thê thảm, rõ nhất là cái lưng luôn mỏi khi ngồi hơi lâu. Sau một ngày lao động cực lực nơi công sở, chẳng người đàn ông nào muốn về với bữa cơm, mà đến cả cái quyền được thư giãn cũng không có. Những bữa cơm ấy chẳng thể níu chân được Giang lâu. Nhiều hôm, lấy lý do bận việc, Giang giục tôi ăn trước. Anh về tầm 10 giờ đêm, vừa bật bộ phim hài hước nào đó xem, vừa ăn cơm tối và mẩm mỉm cười. Một tuần, chỉ thứ bảy chủ nhật, hai vợ chồng mới cùng nhau ngồi chung mâm cơm. Vẫn lặng lẽ ăn sau 2-3 câu mời nhau khách sáo. Tôi mơ hồ nhận ra một sự hụt hẫng. Khoảng 7 giờ tối, cô bạn cùng cơ quan gọi điện thoại báo. Này, tao thấy lão Giang nhà mày đi ăn bánh tráng trảng bàn với một em trẻ trung tươi như hoa. Ừ, có khi là đối tác, đồng nghiệp. Mày không đặt dấu chấm hỏi à? Không, chồng tao tao hiểu. Đồng nghiệp cười phớ lớ. Ừ, vậy cũng tốt, nhưng phải tao nhé. Chồng tao đi với con nào mà không khai báo, tao không biết thì liệu hồn. Tầm 10 giờ, Giang vẫn ngồi ăn cơm một mình ngon lành như chưa hề ăn tối lúc 7 giờ. Có dấu hỏi trong tôi mà chẳng ai biết. Điện thoại của chồng không có những tin nhắn cuộc gọi đáng ngờ. Ngoài chuyện về trễ so với thông thường 3 tiếng mỗi ngày do cần giải quyết nốt công việc trước khi đi công tác vài ngày ở Hà Nội, Giang không có biểu hiện nào khác. Tôi chẳng thể ghen tuông vô cớ. Hai vợ chồng từng bắt tay nhau hứa hẹn sẽ không ghen tuông nếu không có chứng cứ. Kỷ niệm ngày cưới, tôi chọn 2 suất du lịch đi Đà Lạt vào cuối tuần. Giang bảo có chuyến công tác đột xuất nên hoãn du lịch vào dịp khác. Anh không biết tôi đã đặt tour với một niềm háo hức. Giang đi buổi chiều, thì buổi tối tôi leo lên chuyến xe du lịch. Từ khi lấy chồng, tôi nhận ra không có gì chán hơn đi du lịch mà không có anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, ở nhà còn chán hơn cả đi một mình.
Khi tôi cuộn tròn như con mèo lười trên giường nằm vừa ngắn vừa hẹp của xe ô tô, có thoáng nghĩ tới Giang, nhận ra mình vô tâm quên hỏi xem Giang công tác ở đâu. Gần 3 ngày, ngoài trừ những cặp vợ chồng tình nhân có đôi có cặp, những kẻ cô đơn tập trung nhau thành một nhóm. Rất khó phân thành cặp khi vài ba bà chị già lại cùng để ý một cậu trai trẻ, vài ba anh trai già cùng để ý một cô em chân dài miên man. Tôi hình như không rơi vào cả hai nhóm đó, chỉ một mình thu lưu quan sát mọi người và ngắm những bông hoa đang mùa xuân sắc. Cậu hướng dẫn viên du lịch có vẻ thân thiết hết thảy, ai cũng có cảm giác cậu ta quý mình nhất. Ngược lại, cậu cũng là tâm điểm của chuyến đi. Tối nay đoàn đốt lửa trại trên Lang Biang, bước chân ra khỏi chiếc xe chất lượng cao có gắn máy sưởi, cả đoàn co ro vì lạnh và chạy vội về phía đống lửa vừa đốt lên. Khi tiếng nhạc ấm cúng cất lên, những bàn chân trần trên đất, bước đi nhịp nhàng, hầu hết mọi người cùng nắm tay nhau thành vòng tròn đi quanh đống lửa. Tôi trùm mũ len, quấn khăn len, lạc lõng ngồi nhìn những tia lửa nhảy nhót. Lần đầu lên Lang Biang không có anh, cảm giác như mình đang trôi trong sương đêm và gió lạnh, khiến tôi lạ lắm. Cậu hướng dẫn viên phát hiện ra tôi một mình tách đoàn, chạy lại với hai cốc cà phê ấm nóng. Cậu ngồi bệt xuống đất ngay cạnh tôi đang thu lu vì rét, giọng dụ dỗ. Ngọc vào múa lửa trại với mọi người cho vui, ngồi một mình lạnh lắm. Tôi ngồi thêm chút nữa rồi vào sau. Vậy tôi ngồi đây với Ngọc. Cả hai không ai nói điều gì khi ngồi bên nhau. Những đoàn khách lên càng lúc thêm đông, những cái bóng liêu xiêu dựa sát vào nhau vì lạnh. Tôi chợt nhận ra cái bóng quen thuộc gầy và hơi còng của Giang. Hình như tôi định gọi, nhưng cơ hàm bỗng chốc cứng lại. Anh không đi một mình mà có đôi, có cặp. Chẳng biết bằng cách nào đó tôi có thể lê mình đứng trước hai cái bóng ấy. Khoảng cách rất gần. Giang đứng sững nhìn tôi, tích tắc vài giây. Tôi khó khăn quay đi. Giang hình như có nói, Ngọc, nghe anh nói, bọn anh chỉ lên đây khảo sát thực tế. Nhưng tôi đã bước nhanh ngược gió, tiếng gọi của Giang bị gió cuốn trả phía sau. Cậu hướng dẫn viên vẫn đi sát bên cạnh. Tôi nghe cậu ấy thì thầm, dựa vai Thành một chút đi, Ngọc sẽ thấy đỡ lạnh. Tôi phải dựa vào vai cậu ấy thật, để có một điểm giấu mặt vào mà khóc giữa một chốn lạ đông người. Tuyệt nhiên không cảm nhận được chút ấm áp hay bớt lạnh nào lúc ấy. Chỉ thế thôi mà Ngọc không thể tha thứ ư? Thế thôi, chắc Ngọc giận anh ấy lắm. Ừ, quả thật, ban đầu giận đến mức dày vò mình khủng khiếp. Ngọc nhanh chóng quay về căn nhà và nhận ra đó không còn là tổ ấm, nó là tổ lạnh đáng sợ. Ngọc đã đi trước khi anh kịp quay về. Tôi nhớ tới đóa thạch thảo héo khô quắt với màu tím xác xơ bên cửa sổ sau những ngày dài không ai quan tâm. Khi ra đi, ánh mắt tôi có dừng lại nơi đóa hoa úa tàn ấy, nhưng với một sự căm tức xen lẫn chút khó chịu, tôi mặc kệ, quay đi. Sau những chia sẻ, anh hướng dẫn viên nhanh chóng trở nên thân thiết lúc nào. Anh cũng có một chuyện tình buồn nên sự chia sẻ càng dễ dàng hơn. Người yêu anh cùng tên tôi, hai người đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới thì tai nạn giao thông cướp cô ngay trước mắt anh. Khi cô đang giơ tay chào tạm biệt anh, chuẩn bị vào con hẻm nhà mình, thì chiếc xe cà tàng của một cậu thanh niên mới tập đi đâm sầm vào. Đó cũng là lý do anh chẳng bao giờ dám vượt qua nỗi ám ảnh ngồi lên xe Honda. Anh phải chọn lại nghề. Nghề của anh rong ruổi trên những chiếc ô tô đường dài cũng vì tránh phải ngồi xe máy. Giang nhắn tin thanh minh rằng có sự hiểu lầm. Chẳng ai đi ngoại tình khi còn chút tình nghĩa với vợ lại không giải thích. Đó là sự hiểu lầm cả, phải không? Khi tôi hỏi Thành câu ấy, anh cười hiền lành. Cho anh ấy một cơ hội giải thích đi, biết đâu hiểu lầm thật. Nói vậy, nhưng Thành ôm choàng lấy vai tôi ngã người trong vòng ngực anh, ấm cúng và rộng mở. Khi tôi đang sung sướng với hạnh phúc mới, thì người bàn bà tự xưng là vợ Thành tìm đến. Chị không nói nhiều, dúi vào tôi bản sao đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con mình. Thực sự, khi chị ta dắt đứa con nhỏ đi khuất sau hàng cây bò cạp vàng, tôi vẫn ngỡ như một trò đùa hay một sự nhầm lẫn tai hại nào đó. Nhưng giấy trắng mực đen lại thêm con dấu đỏ minh chứng rành rành đó. Tưởng biết về Thành, hiểu về Thành lắm, nhưng cuối cùng tôi chẳng hiểu gì về anh ta. Ngón tay anh không đeo nhẫn, cũng không có bất cứ điều gì cho thấy anh là người đàn ông đeo nhẫn. Người đàn bà ấy nói,
cô chỉ là một trong những cô gái cả tin bị Thành đánh lừa. Chị ta chẳng cần yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ với Thành. Có lẽ nhìn vẻ mặt không có gì ngỡ ngàng hơn, đau khổ hơn của tôi lúc ấy. Chị biết nói hay không nói thì tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho anh ta. Khi tôi tưởng có thể quỵ ngã vì đánh mất tất cả, thì trời thương có mầm sống lại cựa quậy trong mình. Cũng may nhiều lần đắn đo nhưng tôi chưa từng vượt quá giới hạn với Thành. Trong cơn cùng cực ấy, tôi nâng niu nó, đứa con của Giang. Tình yêu của Giang hơn tất thảy những gì mình có. Có lẽ nó cũng thương mình mà sau vài lần dọa sẩy không nỡ bỏ tôi đi. Tôi luôn nghĩ mình có lỗi lớn với chồng, với con, vì không ai khác, chính mình đẩy chồng ngày càng xa mình. Nếu tôi bỏ qua những mặc cảm của mình, chịu nghe anh, nếu tôi không buông mình theo thứ tình cảm say nắng của Thành, nếu tôi tỉnh hơn, những suy nghĩ ấy nặng nề tới mức tôi chẳng biết nói với anh như thế nào, xin lỗi anh ra sao, cũng chẳng dám mong anh quay lại. Sau khi chia sẻ câu chuyện buồn, chị chớp chớp mắt như một cô bé, hồn nhiên nói: "Tôi chợp mắt tí nhé, cả em nữa sắp sinh rồi, nên cố chợp mắt một chút, còn có sức cho con ra đời." Không chờ tôi đáp lời, chị quẹo đầu qua một bên, thở đều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.